Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì hôm nay bên em vừa về một chiếc Toyota Camry phiên bản 2.5 phiên bản xăng điện màu trắng ngọc trai, nội thất kem. Thì trong khuôn khổ video này thì em xin phép giới thiệu về Toyota Camry cũng như là các phiên bản, và cho anh chị xem một chút về màu sắc ngoại thất của Toyota Camry. Thì Camry được phân phối thị trường Việt Nam năm 2022 này với 4 phiên bản và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Thì trước mặt chúng ta là phiên bản cao nhất có giá niêm yết là 1.441.000.000, phiên bản thứ hai là phiên bản 2.5Q có giá niêm yết là 1.349.000.000, và phiên bản tiếp theo là 2.0Q có giá niêm yết là 1.167.000.000, và phiên bản tiêu chuẩn 2.0G có giá niêm yết là 1.050.000.000. So với phiên bản 2021 thì Camry được bổ sung thêm hai phiên bản, thứ nhất là bản 2.0Q và phiên bản thứ hai là phiên bản 2.5HV xăng điện. Thì cái phiên bản này nó có một cái ưu điểm là cái mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ có hơn 4 lít trên 100 cây. Trong cái thời điểm mà xăng liên tục tăng như thế này thì Camry và xăng điện là một lựa chọn không tồi. Thứ nhất là để thân thiện với môi trường, và cái thứ hai là tiết kiệm xăng, và cái thứ ba ấy là nó vui một chút là những anh nào mà đi Camry bằng xăng điện này, đi nhậu về muộn thì vừa về đến nhà đỗ xe vợ cũng không hay. Dưới 30 km/h thì Toyota Camry phiên bản xăng điện này thì sẽ dùng điện và máy sẽ gần như không phát ra tiếng kêu, nên là anh em mà nếu mà có đỗ xe về muộn thì không lo bị vợ phát hiện rồi. Thì trong video này thì em sẽ xin phép là giúp anh chị phân biệt được làm sao mà phân biệt được bản 2.5Q và 2.5HV. Thì thứ nhất là như ở logo đây thì anh chị có thể thấy là có những cái chi tiết màu xanh thể hiện là bản xăng điện, và ngoài ra ấy, thì các chi tiết như là mạ chrome và chrome ở đây, và cái miếng ở mặt ca lăng này là được mạ chrome. Còn phiên bản 2.5Q thì sẽ là được mạ cái sơn nhám. Còn ngoài ra thì cả hai bản đều được trang bị Kamax 60 này, đều được trang bị 8 cảm biến, rồi hệ thống Toyota Safety Sense, cảnh báo lệch làn đường, giữ làn đường, đều có cửa sổ trời, la răng như nhau, lốp như nhau. Chỉ khác về thứ nhất là về máy xăng và máy điện này, và cái thứ hai là một chút về cái ngoại hình thôi, và cái trang trí của mặt táp lô phía đằng trước ấy cũng khác một chút. Cơ bản là nó cũng dành cho những anh chị nào thích đi bản xăng điện thì sẽ tận dụng được cái tăng tốc, sẽ được hưởng thụ cái tăng tốc của bản máy điện. Thứ nhất là vừa êm, và thứ hai là cái độ bốc của máy điện rất tốt, cái moment xoắn của động cơ điện rất là tốt, nên là đây là một sự lựa chọn tốt cũng mới mẻ. Và Camry thì càng ngày càng hướng đến đối tượng khách hàng trẻ dần, nên là cái ngoại thất sẽ được thay đổi và càng ngày sẽ càng hướng đến giới trẻ nhiều hơn. Vâng, và trong video nhanh này thì em xin phép là giới thiệu về chiếc Toyota Camry như vậy. Và anh chị nào cần em tư vấn thêm về các dòng xe khác, hay là cần em bổ sung thêm một số thông tin nào khác như lịch xe hay là trả góp, thì có thể liên hệ giúp em qua số online trên màn hình. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.